Mến chào tất cả các bác. Hiện tại thì trong video này em đang test một đôi loa ETC các bác nhé, bass 30 một kèm, dòng này là côn 76 từ 109 và chép 450 các bác nhé, còn côn của tép là 404. Gửi cho anh Hiển các bác nhé, anh Hiển ở Nghệ An, bass 30 với dòng ETC thì cho giá chép rất là sáng và lực các bác nhé. Các bác đang được cảm nhận hiện tại thì em cũng đang trực tiếp chơi với một chiếc cục đẩy của dòng Engel. Đó. Đến từ thương hiệu của Ý các bác nhé, Engel. Dòng 2 kênh LA600 model các bác nhé. Rất là đẹp. Đây là đang chơi thực tế các bác nhé, từ đẩy ra loa luôn nhé, chưa qua vang. Đây, em sẽ quay cái mặt sau của đẩy các bác nhé, của loa nhé. Dòng bass 30 với một chân của nó là 20 đến 23 kg một chân này các bác nhé, rất là nặng. Đấy, có phần sách đằng sau này. Bên cạnh các bạn. Quải sách các bác nhé. Đây phía sau của loa đây. Với model này là F12S các bác nhé. Đó. Công suất đạt từ 450W cho đến 800. Đó. Còn với giải loa là từ 65 cho đến 20k các bác nhé, 8 ohm. Đó. Ở đây sẽ có hai cổng các bác nhé, cắm trên cắm dưới đều được. Và đây là cái số CD ETC, một dòng thương hiệu rất là nổi tiếng của Mỹ các bác nhé. Rất là khỏe các bạn. Với mẫu này thì các bác có thể chơi những căn phòng từ 20 đến 40 mét vuông thoải mái. Hiện tại thì với mẫu đẩy Engel thì em vẫn còn hàng các bác nhé. Đó, còn vài chiếc này. Rất là đẹp. Ôi em kéo hơi mạnh nên là bị tuột cái dây nguồn rồi. Ok, các bác nào có nhu cầu thì có thể liên hệ với bên em các bác nhé. Em xin phép test qua trước khi gửi về Nghệ An. Các bác nào có nhu cầu thì có thể liên hệ trực tiếp với bên em. Xin chào các bác nhé. Hẹn gặp lại các bác trong các clip tiếp theo.